Nam em diện quấy trắng tinh khôi như một cây hàng hiệu. Nam em gây chú ý khi xuất hiện trong bộ trang phục lấy cảm hứng từ biển và những thớ vải làm bùm của các con tàu biển lỗi lạc của những năm 60. Xuất hiện tại một sự kiện thời trang, Nam em diện mẫu thiết kế mới nhất trong bộ sưu tập xuân hè của thương hiệu lừng danh đến từ Italy Masmara và hiện tại ở Việt Nam đây là mẫu thiết kế duy nhất bộ trang phục lấy cảm hứng từ biển và những thớ vải làm bờm của các tàu biển lỗi lạc những năm 60 mang đến cảm hứng mạnh mẽ, đầy ngẫu hứng cho những cô gái hiện đại. Kết hợp với bộ đầm thiết kế thanh lịch, kín đáo nhưng vô cùng tinh tế và duyên dáng này, nam em đã khéo léo, lựa chọn đôi giày Masmara cùng thương hiệu với sắc trắng tông sạch tông. Ngoài ra thì chiếc túi màu đỏ đen một thiết kế lạ mắt cũng tạo nên điểm nhấn cho toàn bộ set đồ. Chúng ta hãy cùng ngắm hình ảnh kiêu sa và lộng lẫy của nam em trong thiết kế này nhé.